chào tất cả các bạn nhỏ. Hôm nay chị Kim xin lại tiếp tục mang đến cho các em một hộp đồ chơi đây. Và ngày hôm nay đó chính là một cái túi xách nhà bếp rất là dễ thương ha. Các em sẽ cảm thấy bất ngờ đây vì khi chị Kim xin mở ra sẽ là một cái kệ bếp 3 ngăn rất là đẹp đó. Đây, tất cả được đựng trong một cái túi rất là dễ thương nè. Và khi chúng ta mở ra lắp ráp thì nó sẽ thành một hình một cái kệ bếp như vậy nha. Rất là nhiều dụng cụ trong một cái túi. Chúng ta không chơi xong thì có thể bỏ vào trong túi lại nè. Bây giờ mở ra nhé. Wow. Đây nhé các em ơi. Chị Chim Xinh vừa mới lấy ra khỏi cái túi rồi đó. Chúng ta có một cái kệ bếp 3 ngăn ha. Rất là đẹp đây. Ở đây có một cái bếp ga nè. Bếp ga màu hồng. Có hai cái bếp. Có nút vặn on off và chơi pin đó các em. Chúng ta sẽ gắn pin vào đây. Một viên pin. Rồi hai viên pin. Và đậy nắp lại nhé. Sau khi đậy nắp lại xong thì các bạn nhỏ của chị coi nè. Đó, cái bếp ga rất là đẹp màu hồng. Và có hình cô gái và chàng trai nè. Rồi sau khi mà đã gắn pin xong thì ở đây có một cái công tắc nè. Các em hãy gạt công tắc qua một bên là chiếc bếp ga này sẽ hoạt động đó. Đó, các em có nghe thấy tiếng nhạc không? Và đây chỉ cần xoay cái núm điều chỉnh này. Wow, các em thấy không? Vậy là bếp ga của chúng ta đã sáng lên rồi đó. Bên này nữa nè. Rất là đẹp đúng không nào? Bếp ga sáng như là đang nấu thật vậy đó các em ơi. Và khi không chơi nên chúng ta sẽ cắt tắt công tắc đi ha. Rồi, để bếp ga qua một bên và quay trở lại với kệ bếp 3 tầng. Đây chúng ta có một cái túi đựng rất là nhiều dụng cụ nhà bếp. Wow, ở đây có một cái chảo ha, cái chảo màu vàng nè, rất là dễ thương đó. Chảo có nắp, mở ra và đợi lại. Đây là tay cầm chảo ha, cái chảo màu vàng rất là đẹp. Tiếp tục ở đây chúng ta có một cái ấm nước màu hồng, viền ngoài thì là viền trong ha, ấm nước màu hồng rất là đẹp. Song song đó chúng ta có một cái dĩa. Và hai cái khay. Cùng một cái thớt màu trắng ha. Tiếp tục ở dưới này chúng ta còn một túi đồ khác nữa. Wow, rất là nhiều đồ đây. Ở đây có một cái nồi ha. Đây chính là một cái nồi áp suất nè các em. Màu trắng và nắp nồi màu vàng. Xoay lại là đậy lại nồi nè. Đó. Nồi áp suất ha. Rất là đẹp á. Trong chiếc đây chúng ta còn có hai cái ly nhỏ nhỏ xinh xinh. Một cái ly. Hai cái ly. Một chai rượu các em ơi. Bộ thìa nĩa. Một đôi đũa. Một cái bánh mì sandwich. Một cái vá. Một cái tô nhỏ màu xanh. Và một cái ca màu hồng rất là to. Một cái nồi khác nha các em. Đó, nồi màu trắng và nắp màu xanh ha. Cũng rất là dễ thương đó.
một cái bông cải súp lơ, một cái đùi gà, một cái bánh sành sánh ốc, cuối cùng là một chùm nho đen. Wow, rất là nhiều thứ nè. Bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp lên kệ bếp của mình ha. Rồi, đầu tiên là hãy bỏ hết những cái đó, chị Chim Xinh sẽ bỏ rau củ ở trên này ha, bánh mì, đùi gà và chai rượu để tầng trên. Tầng dưới thì chị Chim Xinh sẽ để cái dĩa, tìm mua bộ đồ chơi này tại website đồ chơi trẻ em.com đó. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh của chị Trinh Xinh nha, vì mỗi ngày chị sẽ lại giới thiệu cho các em một đồ chơi mới rất là đẹp. Còn bây giờ chị chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các bạn trong clip sau nha.